Hello, em Toàn xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý anh chị và các cô, các chú, các bác. Hôm nay em Toàn là có lên một em đĩa. Size của em đĩa này em xin phép là em đo luôn cho các bác. Xong em sẽ giới thiệu về chiếc đĩa sau. Đấy. Em đĩa này mặt của nó lên là 45,8. Và thôi tính 45, 45,5 đi. Đĩa này là cũng size này là cũng tương đối là to rồi mọi người nhé, là 45,5. Chiều sâu của em đĩa này là 6,6 nhé mọi người nhé. Em lúc trước em đo rồi, chiều sâu nó 6,6. Mặt nó thì là 45,5. Chiếc đĩa này là hàng của Imali nhé mọi người nhé. Họa tiết là vẽ tay. Vẽ tay chứ không phải là hàng in. Hàng vẽ tay rất là đẹp luôn, vẽ vàng mọi người nhé. Đặc biệt của em đĩa này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Nó khảm vàng rất là nhiều luôn. Đây em chỉ cho các bác xem. Đây là những cái này là toàn bộ những cái bông hoa này vàng vàng là nó vẽ khảm vàng. Rất là đẹp luôn. Đây em quay lại mặt sau cho các bác xem, xong rồi lát nữa em sẽ cho các bác xem họa tiết. Đây. Các bác xem đây, em nhấc hẳn ra cho các bác xem nha. Đây mọi người thấy chưa? Chuyện chìm nhá mọi người nhá. Đây em xoay về cái chuyện nó cho các bác xem đã. À đây, em ngược chuyện, đây chuyện nó đây mọi người. Đấy, chuyện chìm nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đây, nó có cái hàng này rất là sâu tuổi. Nó có ba cái chân chống đĩa ngày xưa. Ba cái chân chống đĩa và cái này là nó có hai cái lỗ nữa. Hai cái lỗ để treo đĩa lên nhá mọi người nhá. Đấy, tình trạng là lành tít luôn. Gốm cứng rất là đẹp luôn mọi người. Đây, mọi người xem cái chôn nó. Đấy, rất là đẹp luôn. Ôi, cái mặt sau thì em chỉ giới thiệu thế thôi. Còn đây, em giới thiệu với các bác mặt trước của nó, cái đẹp. Đẹp là của ở cái này. Đây, em quay vào cái xe phú quý cho mọi người xem. À, toàn bộ là vẽ bằng vàng luôn. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Toàn bộ vẽ vàng nhá. Đây, ở chỗ này là vẽ vàng này mọi người này. Rất là đẹp luôn, mọi người để ý những cái bông hoa này mọi người. Các bác xem hộ em, nhìn hộ em những cái bông hoa nó vẽ vàng. Đây, nó lấp lánh vàng luôn. Đấy. Một bông đỏ và một bông vàng rất là đẹp luôn. Đây, trên là cái phong cảnh của nó đây mọi người. Mọi người nhìn cái ngôi nhà nó vẽ vàng đẹp chưa? Để em xoay xoay cho nó ánh vàng cho các bác xem. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn phải không các bác? Đây. Trên này cũng là, đây cũng là vàng nha mọi người nha. À. Cái đĩa này em thấy đẹp quá mọi người, toàn là vàng thôi. Mọi người xem cái quạt của nó này. Ở cái chỗ quạt này là cũng là cái xương của nó vẽ này cũng là vàng nha mọi người nhá. Đây này. À, cái đĩa này cũng là một siêu phẩm mọi người ạ. Để mà sưu tầm được một em đĩa mà vẽ vàng này là không phải là chuyện đơn giản đâu mọi người nhé. Khá là đẹp luôn. Đây, mọi người xem những cái bông hoa nó vẽ vàng đẹp chưa? Khảm vàng. Mà tuổi đời nó rất là sâu rồi mà được một em đĩa này, sưu tầm được em đĩa này rất là khó luôn các bác. Đây, các bác xem nó vàng nhiều như thế này. Mà lý gì mà các bác mà xem video của em mà không liên hệ với em ngay lập tức qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 để được sở hữu một em đĩa đẹp như thế này các bác ạ. Đây, em đặt xuống đây vì em cầm tay nó cũng hơi mỏi, cái này nó cũng hơi nặng tay. Đấy. Các bác xem này. Xe phú quý rất là đẹp luôn. Có một bức tranh quá là tuyệt vời. Mời các bác chiêm ngưỡng toàn cảnh cái đĩa này. Các bác nào ai mà muốn mua em đĩa này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Ơi một lần nữa thì cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem và luôn ủng hộ em Toàn thì chương này. Ơi cho em Toàn xin phép là kết thúc video ở đây mọi người ơi. Em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Và có một sức khỏe thật là tốt và sưu tầm được những món đồ mình ưng ý về gốm xứ Nhật Bản này về để
trưng bày cho căn nhà mình thêm sinh động nhé mọi người nhá. Rồi em Toàn xin chào tất cả mọi người.